Bà bán đứng đấy được. Nam Chảo lên đường về Yên Phong, Bắc Ninh. Anh trống luôn lên được. Alo ạ. À, có vẻ chú nãy ở Bắc Ninh đặt cái cày chảo 4 không nhỉ? Vâng, vâng, chú ơi, của chú có khả năng là trong ngày mai cháu chuyển lên chú nhá. Ngày hôm nay xe bận mất rồi, không kịp. Anh kéo cái chân ra dán ra một tí, chân nó đang quặp vào trong. Anh ấy bỏ em cái móc ra với. Em chào anh Cảnh nhá. Chào Trần Anh An, chào tất cả mọi người.